Xin chào các bạn, đây là chuyên mục chăm sóc sức khỏe của Mẹo Sức Khỏe HTV. Nội dung trong chuyên mục chúng tôi sắp gửi đến cho các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Sau một đêm lấy sạch sỏi thận, sỏi mật ngay tại nhà chỉ bằng một quả chanh. Sỏi thận là bệnh lý đường tiết niệu xảy ra khi các chất cặn bã trong nước tiểu tích tụ và lắng đọng lại thận thành những tinh thể rắn có kích thước khác nhau. Thông thường, các viên sỏi có kích thước nhỏ có thể đào thải ra ngoài thông qua đường tiểu. Tuy nhiên, nếu sỏi có kích thước lớn hơn có thể di chuyển trong niệu quản, dẫn tới tắc nghẽn đường tiểu và gây đau đớn cho người bệnh. Sỏi thận nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Dưới đây là cách chữa bệnh sỏi thận tại nhà đơn giản mà hiệu quả. Các bạn hãy cùng tham khảo ngay sau đây nhé! Để thực hiện phương pháp này, bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau đây. Nguyên liệu thứ nhất là 2 quả chanh tươi. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng chanh có chứa một nguồn glycosti tự nhiên dồi dào, một thần dược dành cho những người mắc chứng sỏi thận. Glycosti là chất hóa học chủ yếu gây ức chế sự hình thành của đá canxi, cũng như phá vỡ những viên sỏi nhỏ có thể kết hợp hình thành sỏi lớn hơn. Bên cạnh đó, chanh có khả năng làm giảm độ axit của nước tiểu, trong đó lần lượt ức chế sự hình thành của sỏi axit uric và canxi oxalat. Ngoài ra, nước chanh cũng mang lại lợi ích trong việc phá vỡ sỏi thận, đồng thời hòa tan chúng để có thể dễ dàng chuyển từ thận đến bàng quang qua đường tiết liệu. Đây cũng chính là một chất khử trùng tự nhiên tuyệt vời đối với cơ thể, hỗ trợ việc ngăn ngừa vi khuẩn phát triển trong thận, do đó làm giảm nguy cơ gây nhiễm trùng. Ngoài chanh ra thì bạn chuẩn bị thêm cho mình một ít dầu ô liu. Sự kết hợp giữa chanh và dầu ô liu rất có lợi trong việc điều trị sỏi thận. Dầu ô liu giúp cho lớp phủ ống hẹp chạy từ thận đến niệu quản dễ dàng loại bỏ những viên sỏi, trong khi hỗ trợ chanh trong việc phá vỡ sỏi thận. Cách thực hiện phương pháp này rất đơn giản. Với 2 quả chanh này thì bạn hãy cắt và vắt lấy nước cốt của 2 quả chanh cho mình. Bạn nhớ là phải loại bỏ hạt của chanh đi nhé. Đây chính là phần nước cốt chanh mà mình thu được. Mình sẽ đổ lượng nước cốt chanh này vào bát đựng dầu ô liu. Sau đó, bạn đánh thật đều tay để các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện với nhau thành một hỗn hợp đồng nhất. Đây chính là bát sản phẩm mà chúng ta cần cho cách loại bỏ sỏi thận ra khỏi cơ thể. Cách các bạn sử dụng bát hỗn hợp này như sau. Mỗi sáng thức dậy, bạn hãy uống 50ml hỗn hợp là được. Bạn nên uống trước bữa ăn sáng khoảng 30 phút. Sau khi uống hỗn hợp này xong thì bạn nên dùng thêm một cốc nước ấm nhé. Trong bài thuốc này, dầu ô liu có tác dụng tốt cho thận, bảo vệ và tăng cường chức năng thận hiệu quả. Chú ý, với hỗn hợp nguyên liệu này thì việc chữa sỏi thận cực kỳ đơn giản, hiệu quả mà không cần phải phẫu thuật. Đặc biệt, đối với các trường hợp bệnh sỏi thận với kích thước dưới 15mm, như vậy sẽ rất hiệu quả. Người mắc bệnh sỏi thận phải cực kỳ kiên trì áp dụng, ít nhất là dùng nhiều lần trong một tuần thì sỏi thận có thể được đào thải ra ngoài. Tùy vào thể trạng của từng người sẽ phù hợp với từng cách chữa trị khác nhau. Do đó, bạn nên đi thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra kích thước của sỏi trước khi áp dụng cách điều trị trên. Và trong quá trình sử dụng các bài thuốc dân gian, cũng nên thường xuyên đi kiểm tra lại xem kích thước của sỏi có giảm hay không. Nếu không thấy kích thước sỏi giảm thì nên chuyển sang phương pháp điều trị khác hoặc là các bài thuốc khác sẽ tốt hơn.
Cách chữa sỏi thận bằng chanh tươi kết hợp với dầu ô liu rất ít khả năng gây ra tác dụng phụ vì sử dụng nguyên liệu thiên nhiên, an toàn. Cho nên, người bệnh hoàn toàn có thể áp dụng thử và kiểm tra kết quả. Sau đó, chuyển sang sử dụng các biện pháp khác cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe hiện tại. Chúc các bạn thành công và đạt được kết quả như mong đợi. Chúng tôi hy vọng rằng với chuyên mục này, với nội dung trong video sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.